Là khu đất mà tôi đang chuẩn bị mằng cỏ và trống để sắp tới tôi sẽ đưa nha đam ra khu vực này đó. Tuy nó không có được đẹp và chuyên nghiệp lắm nhưng không sao, tôi sẽ cơ cấu cải tổ cải tạo đất để cho đất nó tốt và phù hợp với nha đam sắp tới. Các bạn thấy không, nó có thể các bạn đây bỏ hoang, tôi thấy đó là một sự tiềm năng đó. Nó khoảng hơn 20 mét vuông bề ngang, khoảng 5 mét bề dài, khoảng 15 mét cũng nhiều ấy, phù hợp cho thấy chứa khoảng 500 cây nha đang 500 cây đó. Đây là cây giống mà tôi để bên hông, đang đợi cho nó mát, sau khi qua cái chu kỳ ương cho nó tỉnh táo thì sau đó chúng tôi đưa ra ngoài đây, rồi sau đó chúng tôi sẽ vô gốc bổ sung năng lượng cho nó tăng trưởng. Đây đám cỏ này vừa rồi mới mằng rất là lớn các bạn, cỏ nhiều, dưa mướp tôi đã cắt dây và chuẩn bị tháo vàng, và những cái loại cây bên đây tôi sẽ khai hoang giúp cho nó chống chảy để chuẩn bị giải phóng mặt bằng để phục vụ cho ương nha đam. Vâng, rất tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã xem qua clip của tôi kênh YouTube Trạch Vĩnh Long Official trong chuỗi sự kiện là nông dân làm giàu với 1.000 mét vuông với số vốn đầu tư dưới 10 triệu đồng. Xin cảm ơn.